Vâng, và xin chào bác quay trở lại kênh YouTube của Mario. Hôm nay trở lại kênh của em thì xin phép được giới thiệu các bác một sản phẩm âm ly tích hợp có tên là Marzang CR603. Mức giá của sản phẩm này là 6 triệu bao gồm khiển zin các bác nhá và dây nguồn kèm sách hướng dẫn. Bởi vì một số bác có comment ở bên dưới là em không có báo giá nó rõ ràng thì xin lỗi các bác, là các bác có thể xem hết video các bác sẽ nắm được giá, bởi vì em sẽ không viết trong phần mô tả, bởi vì là rất nhiều vấn đề trong việc kinh doanh ảnh hưởng đến công việc của em. Do đó là các bác hãy xem video để biết mức giá của sản phẩm này. Hàng về kèm khiển zin nhé. Đó, khiển zin đây. Và hình thức rất đẹp. Các bác có thể quan sát rằng đây là một chiếc âm ly rất đẹp trước khi em vào cái phần là giới thiệu kỹ chi tiết. Đó. Các bác có lẽ là quan tâm nhiều nhất đến hình thức trước. Đó. Hình thức rất đẹp ấy, điện 100V của Nhật. Đó. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết những cái tính năng của chiếc Marzang CR603 này. Đây là một sản phẩm tích hợp và có nhiều tính năng rất là hay với mức giá khá là rẻ và phù hợp. Thưa 6 triệu bây giờ hiện tại ở thời điểm bây giờ ấy, thì không có một chiếc âm ly nào vượt qua được cái chiếc Marzang CR603 này. Không có, hiện tại không có chiếc nào mà có nhiều chức năng như thế và chất âm rất là hay. Đầu tiên các bác có thể nhìn thấy rằng ở mặt trên nó được ốp bằng một tấm nhôm này và sơn phủ bóng piano rất đẹp. Ở tất cả hông này đều ốp bằng nhôm hết, nhôm nguyên khối. Đấy. Những đời cao hơn thì nó sẽ dùng bằng nhựa, nhưng riêng Marzang CR603 thì được ốp bằng nhôm hết. Ngoài ra thì có một vài tính năng hay ho mà các bác có thể quan tâm tới nó là nó có thể chơi được USB này, rồi chơi được FM này, AM này. Em sẽ lấy cho các bác xem luôn. Rồi CD này, AUX này. Rất nhiều tính năng hay nhá. Đây, sử dụng ở đây, các bác nhìn này. FM là AM này, CD, hai đường AUX, rồi optical. Đó. Nói chung là khá là nhiều tính năng. Bây giờ em sẽ giới thiệu qua cho các bác thêm thông tin của nó. Đường USB em chơi ở đây là con này nó có thể chơi được nhạc FLAC, nhạc FLAC AC. Nói chung là rất nhiều đôi nhạc chất lượng cao để các bác trải nghiệm nhạc số. Thì con này nó có khả năng chơi được cùng lúc là hai cặp loa khác nhau, cặp loa AB. Ngoài ra thì nó có một cái công suất khoảng mỗi một vế là khoảng tầm 60W. Các bác có thể chơi được những cặp loa cột như thế này. Đây, những cặp loa cột em đang chơi đây là cặp loa này là có công suất là 150W một loa. Cũng rất là khỏe, chơi rất là chắc chắn và sâu. Đấy. Ngoài ra các bác có thể sử dụng thêm được nhiều cái tính năng như là CD, TV. Các bác có thể nối đường quang in, bây giờ em sẽ quay mặt sau. Mặt trước thì đơn giản thôi, chúng ta có những nút điều hướng để chúng ta cài đặt này. Đách bài này, ra nút khai ra đĩa này. Đó, ra đĩa, cơ đĩa rất khỏe nhá. Đó, một cái logo Marzang này. Ở bên trên này có một cái nút, có một cái công nghệ DNA để các bác có thể kết nối từ máy tính sang. Sử dụng Win, hệ điều hành Win 7. Thì nói chung là những cái công nghệ này nó còn đời hơi sâu rồi, bởi vì là ngày trước bây giờ hầu hết các bác dùng Win 10 hết rồi. Win 7 ít người dùng, nó cái công nghệ này có lẽ là không còn phù hợp với bây giờ nữa. Bây giờ có lẽ là các bác dùng Win 10 nhiều hơn. Và bây giờ sẽ quay tiếp mặt sau cho các bác xem luôn này. Tích hợp rất nhiều thứ hay mà mức giá rất là vừa phải, hợp lý. Đây các bác nhá. Các bác nhìn nhá. Hơi vướng một chút, em sẽ bỏ gọn cái điện thoại vào để em quay gần cho các bác xem hơn. Các bác nhìn thấy là nó có một cái đường rút nút nguồn là nguồn điện 100V này, hai cặp loa AB này. Thì nếu chúng ta muốn chơi những loa lớn ấy thì các bác chỉ sử dụng, nên dùng một cặp loa thôi. Các bác dồn bình thường có thể chơi được cùng lúc hai cặp loa, nhưng mà để cho những chơi những đôi loa mà công suất lớn như em đang chơi đôi loa 150W một loa này thì các bác nên sử dụng một đường loa thôi, tức là dồn hai đường vào một, đánh một đường tiếng cho nó khỏe. Bên cạnh chúng ta có đường sup out đây để chơi nó sup, nếu mà giải trầm nó thiếu. Một đường AUX out để các bác có thể làm được giải mã. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có một đường là đường AUX in, hai đường AUX in này để các bác có thể cắm được từ điện thoại vào, hay là một chiếc thiết bị khác vào. Ba là đường coaxial để các bác cắm TV, AM và FM. Con này sản xuất năm 2012 và có công suất tiêu thụ điện là 50W. Đó. Thì cơ bản là như thế và cũng tương đối đầy đủ. Chúng ta sẽ có những đường kết nối như là chơi từ USB vào này, như em đang dùng đây, USB này, chơi từ điện thoại vào này, CD này, và từ TV xuống. Thì một chiếc đầu trị giá chỉ 6 triệu thì nó cũng đã làm được khá là nhiều điều. Và chất âm của Marzang thì các bác biết rồi, mọi người đều đánh giá Marzang là gần như là một chỉ đứng sau Akufei về chất âm. Nói chung là rất là đỉnh cao đối với những sản phẩm của Nhật, nhất là Marzang. Đấy, ok, và bây giờ sẽ xin mời các bác lắng nghe tiếp cái chất âm đến từ chiếc Marzang CR603 này.
Một số gợi ý cho các bác là khi các bác chơi loa Buxell thì các bác có thể chơi những cái loa mà nó có trở kháng khoảng từ 4 đến 6 ohm thì rất là hợp lý, 8 ohm cũng được. Còn các bác chơi loa cột thì rất thoải mái, nhưng cũng những đôi loa cột có công suất khoảng tầm 150W đổ lại thì khá là phù hợp và không sợ bị yếu. Đấy, thì em đang ghép đôi loa cột 150W đây, sẽ mời các bác thưởng thức luôn để lắng nghe luôn, cũng như là định hình về cái chất âm của nó. Đời dẫu sao buồn.